Họp hành hoài, lẹ lẹ lên. Hương cứ về trước đi, chút xíu anh về. Anh đừng quên, đúng 2 giờ xuất phát đó. Các bạn giữ trật tự. Xin bạn Hiền phát biểu. Hay bạn tự thấy mình không có lỗi gì hết thì bạn cứ nói. Dạ, tôi có lỗi. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi làm phiền cô giáo và các bạn. Từ mai tôi không đi học nữa. Đẹp quá ha anh. Anh không thích đi chung với em hả? Đâu, thích chứ sao không. Thích gì mà mặt mũi như là công an hình sự vậy? Hồi sáng lớp anh có chuyện hả? Có một bạn nữ định bỏ học. Bồ hả? Sao không khai ha? Bộ muốn chết hả? Muốn chết hả Hương? Chị gì kỳ vậy? Chị lại đàng hoàng coi. Không có đàng hoàng gì hết. Hương, mời bác Tám, mời bác Năm. Em Thạch, lên uống thuốc. Tôi xót xa và cảm thấy như mình có lỗi khi đi lại mạnh khỏe trước những đồng loại đớn đau quằn quại, mặt mũi sưng húp tấy đỏ, tay chân co quắp rụng ngón, hoặc mắt không thể nhắm lại được. Thưa giáo sư viện trưởng, tôi có thể làm gì giúp ích cho bà? Kỹ sư biết rồi đó. Hiện nay tỷ suất bệnh phong cao nhất ở các nước châu Á, vùng Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Phi. Riêng ở nước ta, Tây Nguyên có 5/1000 người mắc bệnh phong. Vì vậy, các cơ quan y tế thế giới rất quan tâm chú ý đến công trình nghiên cứu bệnh phong ở chỗ da sẫm màu của chúng ta. Muốn thuyết phục họ tin vào khả năng và hiệu quả nghiên cứu để họ tăng cường đầu tư và hợp tác, chúng ta phải đưa ra những số liệu thực tế qua điều trị lâm sàng có độ tin cậy cao. 5 năm trời nay, viện đã cử kỹ sư xuống trực tiếp theo dõi tại trung tâm này. Tôi hy vọng kỹ sư đã thu thập được những con số biết nói như vậy. Xin bà chờ một lát. Năm năm qua, tôi đã bỏ mặc gia đình với bà vợ đau ốm và lũ con nheo nhóc để theo đuổi những con số trong cái cặp này. Vì những bệnh nhân, xin bà nhận lấy. Kỹ sư không đòi hỏi, nhưng kỹ sư có quyền được sống và tiếp tục nghiên cứu trong những điều kiện xứng đáng với một trí thức chân chính. Cảm ơn bà viện trưởng. Có lẽ đã đến lúc tôi phải hướng dẫn các bệnh nhân sử dụng đôi giày chỉnh hình.
Tạm biệt bà. Dạ. Con chào má. Lại đây, con gái cưng của má. Thế nào, chuyện học hành của hai anh em ở nhà ra sao Vinh? Thưa thím, vẫn bình thường ạ. Thím rất vui khi thấy hai anh em tụi bay mò lên tận đây để thăm thím. Nhưng rất tiếc, thím có việc phải trở về thành phố gấp. Quang hô má. Anh Vinh, ta sẵn sàng quay xe lên đường về nước chứ. Thưa tiểu thư, rất sẵn sàng. Thank you very much. Má mới đi mấy ngày, con nhớ má dễ sợ. Vậy chứ Hương không nghĩ rằng má cũng nhớ con lắm sao? Con sẽ không yêu ai, không lấy ai, con ở với má suốt đời. Xạo vừa thôi, con mèo đen của má. Thiệt mà, má không tin sao? Anh Vinh, anh muốn giọt về trước hả? Còn lâu, anh cho xe chạy lẹ lên. Bye bye. Về sau nha. Má ơi, không hiểu sao sắp tới lễ Giáng sinh, anh Vinh tự nhiên buồn xỉu hẳn đi. Giáng sinh năm ấy thật kinh khủng. Mỹ dội bom xuống Khâm Thiên, nhà bác con bị đánh trúng, chỉ còn Vinh sống sót. Ba má đem Vinh về nuôi từ đó. Mỗi lần Giáng sinh, nhớ lại những gì đã xảy ra, má lại thương anh con vô cùng. Tội nghiệp anh ấy, nếu không có ba má, anh ấy sẽ ra sao? Cuộc sống vô cùng nhân hậu con à, nó sẽ không bỏ rơi bất cứ một ai. Con hãy nhớ điều đó. Con hiểu rồi, má tuyệt quá. Alo, Hoài Linh đây. Trời ơi, anh Tâm. Dân Dân, tụi này rất vui khi gặp lại anh. Dân, cả Hương nữa. Vì anh bàn, em đã chuẩn bị rất tốt. Tạm biệt anh. Anh ta không đến thì vẫn hay hơn. Cái chính là em đối với anh như thế nào. Còn lại là sự lựa chọn những phương án tối ưu cho hạnh phúc của gia đình mình. Anh, em thề với anh. Một bô thật tuyệt vời. Con sẽ giành giải thưởng ảnh quốc tế cho mà xem. Thank you.
tên mẹ cháu, em cháu. Cô đừng xóa. Cô biết rồi, cô biết rồi. Em đưa đây cho anh. Không. Anh giận em hả? Không. Em làm gì vậy? Em sợ anh buồn. Đừng giận em nghe anh Vinh. À, bác Tâm là bạn thân nhất của ba má em. Lát nữa anh lên chơi với bác nghe. À, bác Tâm. Hương, cháu tôi lớn mau quá, thành thiếu nữ Sài Gòn rồi còn gì. Ba. Uống mừng công trình Leprosy in the Dark Skin của giáo sư tiến sĩ viện trưởng Hoài Linh của chúng ta. Với công trình này chắc chắn Hoài Linh sẽ là ứng cử viên số 1 của giải thưởng quốc tế đấy. Và bay sang hội thảo Amsterdam. Nào, 100%. 100%. Má của con tuyệt quá. Ba, ba có hạnh phúc không ba? Rất hạnh phúc. Cháu xin tặng riêng bác bản Happy New Year. Bác có bằng lòng không? Rất bằng lòng. Nếu bà vừa bố thí nhà cho tôi, vừa làm nhục tôi như thế này thì chính bà cho phép công bố những số liệu mà tôi đã nghiên cứu trong tập sách này. Đúng. Tôi muốn công khai hóa những gì mà kỹ sư đã làm được trong thời gian biệt phái ở trại phong. Chẳng lẽ như vậy là làm nhục kỹ sư sao? Trong hồ sơ khoa học của tôi đưa cho bà không có những con số ngớ ngẩn và khốn nạn này. Bằng lỗi đánh cháu độc ác, bà đã biến tôi thành một thằng hề thảm hại trong con mắt các nhà chuyên môn. Xin kỹ sư bình tĩnh. Tôi đã cho đăng nguyên văn toàn bộ ghi chép của kỹ sư, không thêm bớt từng dấu chấm, dấu phẩy. Phải, tất cả đều y nguyên, trừ những số liệu thực nghiệm của tôi đã biến mất. Bản chép tay của tôi đâu? Tôi đã trao nó cho tòa soạn để họ biên tập, đánh máy và in. Phiền kỹ sư đến gặp họ. Bà nói dối. Tôi đã đến tòa soạn. Người ta bảo người ta chỉ nhận một bản đánh máy từ hội đồng khoa học viện chuyển sang. Chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Tốt nhất gặp thư ký hội đồng khoa học để trao đổi về việc này. Chào kỹ sư. Không, bà phải trả ngay cho tôi bằng chép tay. Bà phải. Có chuyện gì xin ông đến cơ quan trong giờ hành chánh.
Má tôi phải có quyền nghỉ ngơi chứ. Bà ấy ăn cắp những số liệu phải làm gì cả. Hả? Ông nói ăn cắp? Ông lảm nhảm như vậy là đã đủ quá rồi. Mời ông ra khỏi đây ngay. Anh Vinh! Má cô là đồ ăn cắp. Ông nói ai? Anh Vinh, em không nghĩ là anh hả hê thích thú khi lão khùng kia nói năng hỗn láo với má em. Nhưng anh có vẻ tin lão. Như thế là anh đã vô tình xúc phạm đến má em. Má em là một nhà khoa học chân chính, ăn cắp những số liệu của một nhân viên quen với quyền mình để làm gì kia chứ? Anh nên nhớ rằng bác Dương Công Tâm là một chuyên gia hàng đầu của nước ta về lĩnh vực ấy, đã đánh giá má em rất cao. Và một tuần nữa má em sẽ bay sang hội thảo Amsterdam đối thoại với các nhà khoa học thế giới. Thử hỏi, nếu má em không có bản lĩnh khoa học vững vàng, liệu họ có cười vào mũi mình không? Anh Vinh, hình như lúc nào anh cũng giữ một khoảng cách nào đó với em, với ba má em phải không? Có lẽ tính nết anh nó dở hơi. Không, mặc cảm thì đúng hơn. Anh sẽ xin lỗi thím và chú Phong. Thôi, tùy lòng anh nghĩ. Tác phẩm của con đó. Con chỉ sang có 3 tấm tất cả, mỗi người mình giữ một tấm. Sao má? Hình đẹp lắm. Cảm ơn món quà đặc biệt của con gái. Dạ. Ba, ba không thích hả? Thích chứ. Ba sẽ đặt nó lên đầu giường ngủ của ba. Quang ơi ba. Tôi đi vắng vì nhớ làm cơm cúng ba má cháu Vinh. Bữa nay 12 ta rồi đó. Dạ nhớ. Dạ xin chúc bà thượng lộ bình an. Dạ. Thank you.
tay người ta rồi. Nè, ra đây coi rồi thường đi. Bán cả nhà thường cũng không đủ đâu. Tôi cù lần. Ủa, anh mắc cười thiệt đó. Xe máy đụng xe đạp thì bao giờ xe máy cũng có lỗi. May không ai việc gì á là tốt rồi. Đi. Em đi đi. Em đi với họ đi. Sao vậy? Không sao cả. Em đi đi. Anh sẽ đón xe lăn quay về. Anh đồng bóng vừa thôi chứ. Em hỏi anh lần cuối cùng, anh có đi không? Thế nào? Anh Vinh. Ủa, sao cậu trở về để có một mình vậy? Cô Hương đâu? Dì Tư có tiền cho cháu vay 20 ngàn. 20 ngàn à? Cậu xài vô chuyện gì mà nhiều dữ vậy? Cháu rất cần dì Tư à. 20 ngàn dì đâu có chừng đó. Chỉ còn vài 3 ngàn để đi chợ thôi. Dạ, thôi vậy. Cháu không dám phiền gì nữa. Cần tìm ai ạ? À? Có anh bạn cùng lớp. Nhờ anh đưa giúp chị Hiền em lá thư. Thôi, anh về. Có chút việc. Dạ, anh về. Chị hai, có thơ nè. Thơ của ai? Của anh Đeo Kiến nhờ đưa cho chị đó. Anh ấy đi khỏi đây lâu mau rồi. Dạ chừng 2-3 phút thôi. Chị về sớm chút nữa thì gặp được ảnh rồi. Tôi có chút tiền nhỏ tặng Hiền. Mong Hiền đừng từ chối. Thân Vinh. Anh Vinh, Hiền lo quá. Ai ăn thịt mà Hiền sợ? Nhõng nhẽo người ta tưởng con nít bắt vào vườn trẻ bây giờ. Em nghe nói thỉnh thoảng ở đây họ giới thiệu những việc làm không đứng đắn. Không sao đâu, những người đó đã bị xã hội lên án và công lý trừng phạt rồi. Mời bạn Lê Thị Ngọc Hiền. Hay anh Vinh đi với Hiền nghe. Thôi, em vô đi, không sao đâu. Cô vô đi, phòng số 1 trên lầu.
đơn xin việc của Ngọc Hiền đây anh. Dạ. Chào anh. Dạ, chào chú. Chào Ngọc Hiền, tôi là Diệt Sơn. Thế là chúng ta là bạn của nhau rồi nhé. Mời bạn ngồi. Uổng thiệt, một nữ sinh như Ngọc Hiền phải bỏ học nữa chứ. Bây giờ muốn gì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Ngọc Hiền. Dĩ nhiên tôi muốn kiếm việc làm, một việc làm lương thiện. Xin lỗi, lần đầu tiên Hiền mặc bộ quần áo này phải không? Dạ, thưa chú, cháu không... Trước hết, Ngọc Hiền phải trả lại ngay bộ quần áo này cho người ta, kẻo hư. Sáng mai tới đây nhận việc. Nhà nghèo, phải bỏ học để đi làm, kiếm tiền nuôi em. Mắc gì phải mướn đồ mua đen như thế kia để đến trung tâm này? Sao kỳ vậy? Nhớ sáng mai tới đây. Dạ, cảm ơn chú. Thế nào, hai anh em đã làm lành với nhau chưa? Cả đám đang vui vẻ, tự nhiên đùng đùng bỏ về ngang xương. Thử hỏi ở địa vị con, ba có tức học máu ra không? Thôi được rồi, để ba làm trung gian hòa giải cho, nghe không? Cháu nói chuyện với Hương chưa? Dạ, chưa. Chú phải đi công tác, hy vọng lúc trở về, hai anh em đã làm lành với nhau. Ừ? Dạ thưa chú đi ạ. Ừ. Ông tướng đó nói sao hả ba? Vinh nhờ ba xin lỗi con. Thôi, quê cả làng. À, mùa này Vũng Tàu gió lạnh lắm, ba Hoàng giữ cổ cho ấm. Có phải con cố ý chọn chiếc khăn má đang cho ba từ hồi mới cưới không? Ba không quên má, hoan hô ba. Thôi ba đi nghe. Dạ ba đi. Bye. Bye bye. Được biết cháu ở trong đó có đầy đủ điều kiện ăn học, ông bà rất mừng. Hè tới cháu cố xin phép chú thím ra Hà Nội, dạo này bà yếu lắm. Thưa ông, có một bà nào gọi điện thoại cho ông đó. Tôi không giỡn đâu, ông không lên thì tôi cúp máy. Bình tĩnh, té gãy răng nàng không êu nữa đâu. Vinh đây. Vinh đây. Thế hả? Dạ em tới ngay. Anh Vinh, anh Vinh, anh lấy xe của em mà đi. Khỏi. Ủa, không cần hả? Chúc may mắn nha. Không điên, chúng nó dụ cho ba bắt bệnh tâm thần để nhốt bao nhiêu cuốn sách, chúng nó làm nhục ba, cướp trắng năm năm mồ hôi của ba. Các ông không được đưa ba tôi đi đâu hết. Tuy cậu không dừng lại, các ông không nghe kỹ sư Khôi nói gì sao? Tôi cấm các ông không có quyền. Nếu các ông không dừng tay, công lý sẽ buộc tội các ông đồng lõa với những thế lực đen tối,
tôi cảnh cáo các ông. Chúng tôi không cho phép các ông hãm hại người lương thiện. Em ở lại đây coi chừng mấy ông này. Hiền, đi với anh. Bà, con quay lại liền. Tránh ra. Đừng lại. Các ông không có quyền. Buông ra. Buông tôi ra. Đừng lại. Tôi không đi. Tôi không đi. Báo chí sẽ phanh phui sự thật bị ổi này và cứu ba em. Phải thật bình tĩnh nha Hiền. Dạ. À, Diệt Sơn. Chào chị. Chị Minh à, một chuyện động trời vô cùng thối tha nhơ bẩn chị à. Báo chí không thể không lên án. Hiền, tới đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi em. Hiền uống nước, rồi bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho chị Minh nghe. Đây không phải là lần đầu tiên chị lãnh những vụ như của ba em đâu. Bình tĩnh đi em. Alo, Hương đây. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Quan Hô bắt tâm. Vâng, nhất định rồi. Cháu sẽ tặng bác 1 triệu bông hồng ngay bây giờ. Con xuống sao không phone cho ba trước? Có tin vui của má, con muốn trực tiếp báo cho ba biết. Tuyệt quá, cha con mình xuống căng tin kiếm chút gì uống mừng đi. Chút uống mừng cũng được ba. Bây giờ con muốn vào xem căn phòng ba sống có đẹp không. Một lúc nào đó bình tĩnh, con sẽ hiểu ba. Con không muốn hiểu gì hết. Con chỉ muốn tin cho ba biết. Bác Tâm gọi điện thoại nói là má sắp về. Chỉ có thế thôi. Hương, ba xin con. Ba đừng cản con.
con sẽ lao thẳng vào xe của ba đó. Tôi lo quá. Ông Phong đi kiếm từ sáng tới giờ mà không thấy Hương. Mà cổ cũng không tới lớp nữa. Xe máy còn để kia kìa. Hương, mở cửa cho ba. Ba có chuyện muốn nói với con. Hương, mở cửa cho ba đi. Ba có chuyện muốn nói với con mà.
Thôi được, con không muốn nói chuyện với ba thì thôi, nhưng con nên đọc tờ báo này đi. Người ta bôi nhọ mẹ con đấy. Bơ Mỹ đã giết ba mẹ tôi, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không thể biết chiến tranh khủng khiếp như thế nào. Nhưng bây giờ hòa bình mà sao buồn thế, đáng sợ thế. Người tốt thì bất hạnh, luôn bị giày xéo và làm nhục. Anh Vinh, anh phải đọc bài báo này, thật là bẩn thỉu đê tiện. Anh cứ dương mắt nhìn em như vậy, mắt chỉ mấy ông nhà báo là đi binh vực cho lão kỹ sư điên khùng, đi cà nhắc. Bác ấy không điên tí nào cả, còn gia đình bác ấy khốn khổ như thế nào em có biết không? Vợ bác ấy đau nặng, con gái bác ấy phải... Em không cần biết những chuyện đó, em chỉ muốn hỏi anh, anh đã giao du với lão, đứng về phía lão, chống lại mẹ em. Một con người dã man đội lớp văn minh, có phải không? Nếu có thật như vậy... Anh tồi lắm, anh ra khỏi nhà tôi ngay. Chiến hữu, vô đây. Ủa, bác Khôi. Chào anh bạn nhỏ nha. Ngồi xuống đây. Ta nhậu ha. Hết rồi. Nhậu với cái này cũng đã lắm. Tiếng kêu cứu của một người điên tuyệt vọng. Ừ, 100%. Vô. Bà ấy đã đánh tráo những gì tôi đã ghi chép được trong 5 năm trời. Theo sự điều khiển từ xa của bà ta, những kẻ có quyền chức trong diện tống tôi vào nhà thương điên, hội đồng y khoa thành phố đã xác nhận rằng tôi không điên.
Nhưng tôi tự thấy mình điên thật, điên đến tuyệt vọng khi dám chống lại bầu không khí dối trá, đạo đức giả mà bà ta là hiện thân của tham vọng quyền lực, vinh quang. Còn mưa lớn nữa, mình về đi bác. Về khách hội. Dạ. Má, uống thuốc đi má. Nghỉ đi Hiền. Đi tìm ba quá chừng. Ủa? Ba đi đâu vậy ba? Ý, ba về. Ba ơi, ba. Ba đâu nè? Ba vô nhà chị đi ba. Của bà đâu? Ba. Tụi bà. Ba ơi, ba. Hết là đơn thỉnh nguyện công lý. Ba. Ba ơi. Thôi mà ba. Nhậu hết rồi. Ba. Hết rồi. Ba, vô nghỉ đi ba. Mà còn công lý ba. Mẹ gì đâu mà thỉnh nguyện. Ba. Thôi. Giảng ra. Ba. Giang ra. Ba. Nè. Ba ơi. Nè. Tỉnh lại đi ba. Ba. Nè. Giang ra. Tụi bay giang ra hết. Ba. Ta muốn làm gì tao làm. Vô nghỉ đi ba. Lộn xộn. Ba. Tao chán. Tao chán lắm. Chiến hữu ơi. Tôi có điên không? Bà. Tôi có điên không hả? Có phải anh thương chị Hiền không? Vì vậy, anh binh ba chị ấy. Không, anh chỉ muốn biết sự thật. Sự thật là ông ấy rất đáng thương. Nhưng không bao giờ má em làm những trò xấu xa như ông ấy và báo chí đã vu cáo. Em đọc đi. Anh coi đây là bằng chứng để kết tội má em à? Không. Đây mới là phía kỹ sư Khôi. Em có dám đi đến cùng để tìm hiểu sự thật không? Sẵn sàng. Có thể. Bằng chứng của sự thật nằm ngay trong phòng làm việc của má em. Ông đã tố cáo má em đánh cắp bản chép tay của ông ấy. Anh nói như vậy là đã xúc phạm đến má em quá đáng lắm rồi. Thôi được, anh đi với em.
nghĩ mình sắp lục lọi cả căn phòng của má mình. Em xấu hổ vô cùng. Anh cũng vậy. Anh cầm lấy. Em rất sợ anh nghi ngờ má em. Em thương má, nhưng em cũng không muốn phải xa anh. Anh tìm xem, có bản chép tay nào của ông ấy không? Anh đã thỏa mãn chưa? Anh sẽ xin lỗi thím khi nào? La 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 la. Đang làm tất cả những gì có thể làm được để người ta công nhận tài năng của em. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta cứ tiếp tục yêu nhau lén lút như hiện nay. Mặc dù chồng em đã chấp nhận một quy ước, thương em vô vàn, tâm. Nhớ con kinh khủng. Hương nè, má mua cho con rất nhiều quà. Cảm ơn má. Anh Vinh đâu con? Anh Vinh phải đi làm vệ sinh để tổng kết học kỳ. Con đã đến nhà kỹ sư Khôi. Con đến đó làm gì? Con theo anh Vinh. Ra vậy. Thật là khủng khiếp. Một căn nhà ổ chuột. Ông ấy lên cơn, ném tất cả sách vở tài liệu. Con phải biết, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Có lý nào má có lỗi khi ông ta điên và từ chối căn nhà má đã cấp cho ông ấy sao? Nếu má chứng kiến cảnh nhà của ông ấy,
con nghĩ rằng... Con nghĩ coi, một kẻ chỉ gợi lên lòng thương hại thì có xứng đáng là một nhà khoa học chân chính và trung thực không? Má bao giờ cũng có lý, con bao giờ cũng tin tưởng má tuyệt đối. Nhưng từ khi con biết má sống không thật với con, con đâm ra nghi ngờ tất cả. Hương, bình tĩnh lại đi con. Bà, má và ông Tâm đóng kịch với nhau, với cả con nữa. Hương, con, các người ác lắm. Thương con. Các người ác lắm. Con bình tĩnh lại nghe mẹ nói nè. Trời ơi. Vinh. Vinh ơi. Ủa, anh Việt Sơn. Anh biết Hiền rất quý trọng tình cảm của em. Trong giờ phút này cần phải giúp Hiền. Đứng dậy. Có chuyện gì quan trọng với anh Việt Sơn? Rồi em sẽ rõ. Mau lên. Tư nè, nhớ cho người chở hai thùng Heineken tới nha. Dạ. Alo, đồng chí diện phó đó hả? Tôi đây. Đồng chí nhớ nhắc các cán bộ lãnh đạo trong danh sách mời của tôi tới đúng giờ nhé. Xin cảm ơn. Quỳ Linh nè, phải nói thế nào với con đây? Anh chịu khó lo cho con, mọi chuyện ngày mai giải quyết. Nhưng dù sao anh Tâm cũng không nên xuất hiện trong bữa tiệc này trước mắt con. Anh khỏi lo, ông ấy bay ra Hà Nội rồi. Theo tin mới nhất, chúng tôi vừa nhận được kỹ sư Khôi, người tố cáo giáo sư tiến sĩ dự trưởng chiếm đoạt những thành quả khoa học của mình, đã tự tử khi vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và kết luận. Trời ơi! Vinh ơi, ba em chết mất. Ông đổ xăng lên quần áo, tụi em giặt ra không kịp, má em ngất luôn. Ba em có sao không anh? Các bác sĩ bảo vết phỏng của ba em tuy rộng nhưng không sâu lắm, em đừng quá lo lắng. Thiệt không anh? Thiệt phước cho nhà em quá. Ôi, trời ơi, Hương.
Đây là em cháu, cho cháu gọi điện thoại, chú làm ơn. Ngoài phòng hành chánh kìa. Alo. Hả? Trời ơi, trời ơi, con tôi. Tôi không ngờ nạn nhân lại là cháu. Bây giờ thì anh chị có thể yên tâm ca mổ tiến hành thuận lợi. Ơn này không bao giờ tôi quên. Chính chị đã cứu sống tôi đó chị Khánh. Chị phải cảm ơn kiếp mổ và chính người đã cho máu để truyền cứu sống cháu Hương mới đúng. Em ấy tên là Ngọc Hiền. Vâng, tôi hiểu. Xin chị cho tôi gặp cô gái đó. Được. Tôi là má cháu Hương, người vừa được Ngọc Hiền cứu sống. Bà là giáo sư tiến sĩ Viện trưởng Hoài Linh, người vừa đi dự hội thảo Amsterdam và sắp nhận giải thưởng quốc tế. Chuyện ấy thì có gì đáng nói. Tôi chịu ơn Ngọc Hiền. Tôi muốn... Bà không những chịu ơn Ngọc Hiền mà còn mắc nợ người đã sinh ra cô ấy. Vâng, tất nhiên là như vậy. Tôi sẽ trả nợ luôn cho cả cha Hiền nữa. Vinh à, bây giờ anh sẽ đưa thím em đi thăm cha Hiền. Em ở lại đây với Hiền nhé. Dạ. Mời ông bà theo tôi. Ông ấy bị phỏng độ mấy? Không, thưa bà, ông ấy tự thiêu. Sao? Tự thiêu? Vâng, ông ấy tự thiêu. Tự thiêu gì bà? Tỉnh lại rồi. Con. Ba má tới thăm con nè. Con. Hương con. Con mèo đen của má. Kìa. Sao vậy con? Hương. Thank you.